왜 놀래? 노잼. 뭐가 노잼? 그냥. 어? 내 돈 아니야? 아? 이거 내 거 아니야? 이거 내 거랑 똑같이 생겼는데? 아니야, 이거 내 거 똑같이 생겼어, 이거. 어, 누구? 내 거, 내 거. 꼬안하. 어? 바이. 다 어디 갔어? 아, 다. 다 어디 갔어? 우리? 촬영해요. 어디서? 어, 6층. 아, 6층? 네. 아, 릴리 6층 갔다 왔어? 아니, 릴리 한국어 공부했어요. 아, 한국어 공부하고 온 거야? 네. 아, 방금 끝났어? 네, 방금 끝났어요. 잘했어? 네. 뭐 배웠어? 뭐 배웠어? 응. 어, 오늘 하라고. 뭘 하라고? 뭘 하라고? 먹기 전에 손은 씻어요. 손 씻는 거 배웠다고? 밥은 먹기 전에 손은 씻어요. 밥 먹기 전에 손 씻는 거 배웠어? 네. 그걸 한국어 선생님한테 배웠어? 그냥 example. 아, 예를 들어서? 네. 알았어요. 네. 준비가 별일 없지? 네, 괜찮아요. 롱안? 네. 롱안이면 릴리 고향이잖아. 네. 근데 거기가 또 릴리 친척 집 근처래요. 어? 아, 릴리란다. 니의 친척 집 근처. 아, 니의 친척 집 근처? 네. 아, 놀래라. 니 친척도 롱안에 사셔? 그런 것 같아요. 자기 아. 친척이 거기 계셔가지고 들었다고. 그 마을 근처인 것 같아요. 그럼 근처. 그 마을도 이제 곧 통제겠네? 그렇지 않을까요? 정확한 정보를 들은 것도 아니고. 없은? 나 없은, 하? 야, 신비해 없은 이야. 다이에 em hỏi em là ở gần nhà với là cái nhà đó. Nên là em hỏi em nói cho em biết. Tại vì tối qua là ở dưới nội em, ở dưới quê em bị phong tỏa ngay cái khúc đó, ngay cái gần nhà với nội em luôn. Chắc là Roman cùng người ta cách ly nhiều đúng không? Dạ. Hiện tại Roman người ta có cách ly không? Dạ có, anh phong tỏa. Hay là nhà hàng hay là... Dạ có. Người ta không hoạt động hả? Dạ. Chắc chắn không? Dạ chắc. Ở... Em không biết ở mấy cái xã khác thì sao, nhưng mà cái xã ở nhà em thì bị. 이 정도면 불편한 거 아니야? 아, 아니, 너무 편합니다. 집이에요. 아, 그래? 네. 아니, 거의 뭐 책상 밑으로 들어갈 기세인데? 편안한 거. 퇴근 안 해도 될 것 같아요. 아니, 진짜 편한 거 맞아? 네, 굉장히 편해요. 굉장히 불편해 보이는데? 정말 편안. 아니, 이상해. 좀 자세가. 아, 아, 너무 편한데요, 제가 지금. 아, 그래? 아, 거의 누워 있는 줄 알았어. 지금 약간 불편한 거. 아, 그래? 네. 알았어, 다시 편하게 앉아. 이렇게 네. 말하면 돼. 맞아요. 지금 날씨가 흐려서 비가 올 것 같아요. 비가 올 것 같아요? 네. 지금 비 와요? 지금 비가 왔어요. 지금 비 와요. 지금 오고 있어요. 네, 그냥 연습해요. 연습? 네. 알았어요. 네, 릴리 알아요. 대학생, 22살. 네. 알아? 네, 22살. đúng rồi. Ngay chỗ, nhưng mà gia đình đưa đi đến bệnh viện Bến Lức đó anh. Bệnh viện Bến Lức đó là ngay quê em luôn á. Còn nhà em luôn. Thì ngay chỗ mà cine mà ngay chúng ta đi đến đây sau đó đi trái đó là ở đó đó. Với lại ba người bị corona nữa đúng không? Đúng rồi, hình như có người nước ngoài không ta? Không. Thì bây giờ tất cả tiệm ở Loman người ta mở cửa hay là đóng cửa luôn? Em nghĩ là đóng á. Như vậy là Loman cũng rất là nguy hiểm đúng không? Đúng rồi. Ờ, không biết chị Thu có làm không ta? Thu hả Thu? Cô đang làm cái gì ạ? Ê, không đi làm hả? Không, biết này dịch quá. Vậy hả? Bị đóng cửa hồi nào vậy? Dì Thu, nghe không? Sao? Bị đóng cửa hồi nào á? Không nghe. Ủa, nghe không vậy? Alo? Phê thêm.
Thôi làm gì vậy? Mới ngủ dậy nè. Ủa, Thu không đi làm hồi nào vậy? Bữa nay. Hôm nay luôn á hả? Ở dưới lông mày đóng cửa hết luôn hả hay sao? Gì? Gì chứ? Ở dưới quê á, bị đóng cửa hết rồi hay sao? Người ta sợ quá, tại vì sát bên. Ngay chỗ mình luôn hay gì? Chỗ bệnh viện á. Nên giờ đang nằm hả? Không có đi đâu hết á. Chỗ nào cũng bị dính hết á. Thì khi nào lại bắt đầu đi làm? Khi nào gì làm lại biết không? Chưa biết, nó đang đợi. Thu chào anh cỡ đi. Thu ơi. Chào anh. Khỏe không anh? Anh khỏe, em khỏe không? Em ớt cũng khỏe. Thì em mới mất việc luôn hả? Tạm thời à, em nghĩ tạm thời. Ôi, bây giờ 3 giờ thôi mà ở nhà ngủ hả? Rảnh quá ta. Người ta sợ đúng không? Dạ đúng rồi anh. Tại con người chết cho nên sợ. Là có nhà em luôn? Không, ở gần chỗ em làm á. Là cái chỗ mà hôm bữa đó anh. Chỗ mình ngồi uống cà phê á. Chị phải làm sao bây giờ? Giờ đang đợi. Đợi coi có thông báo gì không. Trời ơi. Thì tất cả tiệm nào người ta đóng cửa luôn hả? Dám mở ra tại vì nhiều người đâu có biết ai là có bệnh hay không đâu anh. Nên là sợ lắm. Thì em mới mất việc từ hôm nay hả? Không sao, cuộc sống là như vậy mà đúng không? Cố lên nha. Dạ cảm ơn anh nha. Thì hôm nay em sẽ làm gì? Chắc em ở nhà. Ở nhà rồi kiếm gì làm chứ cũng biết. Nhớ mang khẩu trang vô nha chị. Anh cũng nhớ mang khẩu trang nha. Ok, cảm ơn em nha. Bye bye. Bye. Làm gì anh? Không. Nếu mà anh thì anh cũng không biết làm gì. Đúng rồi, nếu là anh thì anh cũng ở nhà thôi. Đi ra ngoài cũng sợ mà. Cái người mà mới chết đó anh, trước khi mà bị chết đó là bình thường, đi quá nhiều chỗ rồi. Cái lúc mà bị đau quá chịu không được thì gia đình mới đem đi bệnh viện là chết luôn á. Trời ơi. Sợ quá. Cũng bây giờ cũng không về quê được đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ là bây giờ đi khó lắm. Tại vì ở Hồ Chí Minh là bây giờ là nhiều corona mà. Nhưng mà chúng ta đi, người ta hỏi đến từ đâu, đến từ Hồ Chí Minh là cũng không được. Đúng rồi, vốn là người ta không cho đi mà đúng không? Đúng rồi, người ta cũng chắc là không cho thuê nhà đâu.